Chồng ơi, em đẹp hơn trước hay sau khi trang điểm? Tất nhiên là cả hai rồi. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi ở với cô ấy, nó không bao giờ đơn giản đến thế. Câu hỏi này có thể chứa những ẩn ý phía sau. Nếu mình mà trả lời không tốt, rất có thể lại phải ăn mì tôm trong một tuần liền. Nếu mà nói cô ấy trông đẹp khi trang điểm, thì chắc chắn cô ấy sẽ nói là mình chê cô ấy xấu khi không trang điểm. Nếu mà nói cô ấy trông rất đẹp trước khi trang điểm, thì chắc chắn cô ấy sẽ nói trông em giống ma sau khi trang điểm sao? Phải câu trả lời là tất cả đều rất đẹp. Tôi không muốn trả lời như vậy nhưng nó vẻ tốt, bởi vì đây không phải là câu trả lời cô ấy muốn. Vậy chúng ta nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Tôi thực sự muốn đi vào trái tim cô ấy và nhìn xem. Đúng rồi, điểm bắt đầu của câu hỏi này là sự đồng cảm, nghĩa là tôi có thể hiểu cô ấy muốn mong đợi điều gì. Vì vậy điều cô ấy muốn là tăng thêm sự quyến rũ, nó cũng có thể khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Vậy thì câu trả lời sẽ là: trước khi trang điểm em có một vẻ đẹp nguyên thủy nổi lên từ bùn và không tì vết. Sau khi trang điểm, em sẽ trông sạch sẽ và cực kỳ gợi cảm. Câu trả lời của anh thật hoàn hảo. Tôi là ai chứ? Không như vậy sao tán được gái? Anh đã nói như này với bao nhiêu phụ nữ rồi hả? Vợ có mệt không? Ngày mai 7 giờ đi xem gấu trúc, 7 giờ tối đi ăn hải sản nhé chồng. Buổi chiều chúng ta đi ngắm hoàng hôn, nhớ gọi em dậy lúc 7 giờ đó. Được rồi, 12 giờ rồi em ơi. Em vẫn buồn ngủ, gọi cái gì mà gọi. Nếu anh đói, hãy đặt mua đồ gì nhé. Em đến đây để ăn hải sản phải không? Anh muốn chết không? Nhớ gọi em dậy lúc 7 giờ đó. Chồng ơi, người này mắng em. Đâu, ai dám mắng vợ của anh nào. Tôi mắng đấy, làm được gì hả? Ai? Ai đang nói vậy hả? Này, nghe đây, nếu bạn thấy tôi thì bạn xong đời rồi. Tôi đang nói chuyện với bạn bằng tâm trí của tôi. Tôi phải hỏi bạn tại sao bạn lại mắng vợ tôi, là cớ làm sao? Chuyện là thế này, tôi là bệnh nhân của bệnh viện này, vợ anh là người chăm sóc tôi thuê. Cô ấy nói điện thoại hết pin và nói muốn sạc điện thoại. Mọi việc cho bạn đã được làm xong xuôi rồi. Hơn nữa, vợ tôi không thể chơi điện thoại trong khi chăm sóc bạn sao? Sạc pin điện thoại có gì sai chứ? Cô ấy đã tháo máy thở của tôi ra để sạc điện thoại. Này, đợi một chút. Tôi nghĩ bạn có chút không hài lòng, sao chúng ta không xuống đây nói chuyện nhỉ? Vợ à, anh nghĩ lần này anh không thể giúp em được nữa. Tìm kiếm sự tha thứ càng sớm càng tốt. Tạm biệt vợ nhé. Món ăn hôm nay thế nào? Ngon lắm ạ. Con ơi, hãy nói sự thật cho bố nghe. Bố luôn dạy con phải làm người trung thực. Hơn nữa, đây là chuyện giữa mẹ và con gái. Bố sẽ nói trước và đi tắm. Món trứng sốt cà chua này, trứng bị ông, cà chua quá chín, hỏng. Thực sự quá trung thực. Món thịt lợn xáo ớt xanh thực sự quá là nhạt. Không muốn ăn thì đừng ăn, đã được ăn còn đòi hỏi. Trứng sốt cà chua là bố làm, món đó là của mẹ con. Xin chào, đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Ôi, điện thoại của tôi. Hãy trừ vào tháng lương đầu tiên của tôi. Bây giờ tôi không có tiền. Thôi được rồi, ngày mai đi làm luôn. Người tiếp theo. Bàn phím này giá rất rẻ. Này, này chờ chút, bạn được nhận. Ngày mai hãy đi làm. Người tiếp theo. Đừng tìm nữa, chẳng còn gì cả. Viện phí sẽ được tính vào tháng lương đầu tiên của tôi. Nghỉ Tết ngày xưa, được nghỉ rất dài, rất ít bài tập về nhà, có thể đón năm mới vui vẻ cùng gia đình. Nghỉ Tết bây giờ, được nghỉ rất ngắn, quá nhiều bài tập của các môn chồng chất với nhau. Nghỉ Tết bây giờ đã biến thành cuộc đua giữa các học sinh, cả nhà được đi đón năm mới xem pháo hoa, thì tôi vẫn phải làm bài tập ở nhà. Ước muốn mỗi khi đến Tết, thật hạnh phúc, ăn toàn đồ ngon, được nhiều lì xì, thay vì phải làm một đống bài tập, áp lực thi cử phải đạt điểm cao. Cái gì? Sao mày dám bắt nạt con gái tao? Tao sẽ cho mày biết tay. Bố ơi, hôm nay con bị bắt nạt. Có chuyện gì? Sao lại chỉ con bị bắt nạt mà những người khác không bị? Vì con giống Doraemon. Thằng con này, hết thuốc chữa, mãi vẫn chưa được nghỉ Tết. Bực lắm rồi đấy, thực sự muốn nghỉ luôn quá. Nghỉ Tết lâu thế này ở nhà chán quá, không thể chịu nổi. Đạn dược thì hết sạch, chán chả buồn nói. Bố ơi, có chuyện gì thế? Con gặp ác mộng, không sao bố đây rồi. Mày đang làm trò gì đấy con? Trẻ em ngày xưa chơi ném tuyết. Trẻ em bây giờ chơi ném tuyết. Sướng quá đi. Bye.